Đoàn Thanh niên phường Yên Thọ vừa tổ chức giải bóng đá Cúp Tứ Hùng mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Dự và động viên giải có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đồng chí lãnh đạo phường Yên Thọ. Tham dự giải có 4 đội bóng: FC Đoàn Thanh niên phường Yên Thọ, FC Đoàn Thanh niên Công ty Than Mạo Khê, FC Đoàn Thanh niên Công ty Than Uông Bí và FC Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần 397. Các đội thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. Tất cả các trận đấu đều diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều pha bóng hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Đây cũng là hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931-2024 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Thông qua giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đức trí thể mỹ, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên. Đây là cơ hội để đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Yên Thọ và các đơn vị đoàn bạn giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho đội bóng FC Đoàn Thanh niên Công ty Than Uông Bí, giải nhì cho đội bóng FC Đoàn Thanh niên Công ty Than Mạo Khê, giải ba cho đội bóng FC Đoàn Thanh niên phường Yên Thọ. Giải Fair Play cho đội bóng FC Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần 397. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải Vua Phá Lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất cho các cá nhân.